Xin chào các khán giả của Đẹp 24/7. Thưa quý vị, mùa hè đã tới, mùa của những chuyến đi về với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Và đó là mùa để chúng ta diện những chiếc quần short năng động hay những bộ váy vô cùng nữ tính. Nhưng với các chị em phụ nữ gặp tình trạng rậm lông thì chị em lại vô cùng tự ti khi diện những bộ đầm ngắn. Chính vì vậy thì phương pháp triệt lông vĩnh viễn đã ra đời để khắc phục được tình trạng này. Vậy hiệu quả mà phương pháp làm đẹp này mang lại là như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với chuyên gia của chương trình để trả lời cho câu hỏi này. Chuyên gia Tô Thị Phượng, Giám đốc Thẩm mỹ Hồng Kông, 51 Hàng Gà, Hà Nội. Xin chào chị Phượng. Xin chào Thu Hằng xinh đẹp. Xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Đẹp 24/7. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về một chủ đề hơi nhạy cảm một chút, đó là những sợi lông trên cơ thể phụ nữ. Như chúng ta đã biết, ở phái mạnh thì việc rậm lông thể hiện cho sự nam tính và mạnh mẽ. Nhưng với các chị em phụ nữ thì rậm lông lại vô cùng là khó khăn và sẽ tự ti khi diện những bộ đầm ngắn hay bikini khi mặc đi biển. Vậy thì chuyên gia nhận định như thế nào về vấn đề này ạ? Người phụ nữ mà nhiều lông quá thì thực sự ra mặc những bộ váy ngắn hay là bikini thì đều gây ra một cái sự e ngại và bất tiện. Thực ra thì phụ nữ không nên có nhiều lông quá. Cái lông nó tơ, nó nhẹ, nó mỏng thì không có vấn đề gì phải nói. Nhưng nếu mà lông mà nó dài, nó đen, nó rậm thì quả thực là không đẹp. Vậy làm thế nào để có thể khắc phục được tình trạng rậm lông thưa chuyên gia? Thì bây giờ Thẩm mỹ Hồng Kông 51 Hàng Gà mới nhập một loại máy của Mỹ. Nó triệt tiêu, nó rụng hẳn. Tức là hoàn toàn là để cho các bạn tự tin đẹp và cái bộ chân trắng trẻo. Cái phương pháp triệt lông như chị vừa chia sẻ thì không phải là một cái phương pháp quá mới xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên thì vẫn chưa có nhiều chị em hiểu về cái phương pháp này so với những phương pháp khác như là wax hay là cạo lông, thì nó có một cái ưu điểm vượt trội gì hơn không thưa chị? Cái wax hoặc là cạo lông, điều đấy theo như mình tư vấn thì hoàn toàn là không nên. Không nên vì sợi lông nó cũng như là sợi tóc, bạn cắt đi hoặc bạn cạo đi thì nó lại mọc dài như cũ và thậm chí lại còn rậm hơn, đậm hơn và đen hơn. Thì bây giờ có một cái loại máy của Mỹ, nó bằng các bước sóng ánh sáng, nó làm triệt tiêu cái năng lông và nó làm triệt tiêu, không để cho lông mọc dài, rậm như trước nữa. Và máy này được Tổ chức Y tế Hoa Kỳ FDA chứng nhận. Vâng, với những chia sẻ vừa rồi của chị Phượng thì các chị em phụ nữ chắc chắn rằng sẽ có một phương pháp làm đẹp trong mùa hè này. Vậy thì sau khi sử dụng phương pháp triệt lông vĩnh viễn thì các chị em phụ nữ cần lưu ý điều gì khi chăm sóc da tại nhà? Thực ra thì về nhà các bạn không cần phải chăm sóc gì nhiều khi mà các bạn đã từng triệt lông. Vâng, xin được cảm ơn chị. Thưa quý vị khán giả, với những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia chương trình, hy vọng quý vị khán giả sẽ có thêm những kiến thức trong việc làm đẹp trong mùa hè này. Và không chỉ có vùng chân mà chị em phụ nữ chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp triệt lông vĩnh viễn cho mọi vùng da trên cơ thể. Để tìm hiểu rõ hơn về phương pháp này, sau đây xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt lên màn hình để theo dõi một clip mà chúng tôi đã chuẩn bị. Thưa quý vị, làm đẹp không hề khó, tuy nhiên việc lựa chọn cho mình một phương pháp làm đẹp an toàn và hiệu quả thì lại không hề đơn giản. Hy vọng với những tư vấn vừa rồi của chuyên gia chương trình, quý vị khán giả sẽ lựa chọn cho mình một phương pháp triệt lông an toàn và hiệu quả trong mùa hè này. Đến bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Để có cơ hội sở hữu phần quà từ chương trình Đẹp 24/7, các bạn hãy nhanh tay gửi ảnh về cho chương trình theo địa chỉ hòm thư đẹp247.vtv@gmail.com. Hàng tuần, chương trình sẽ dành tặng một phần quà hấp dẫn và duy nhất cho bức ảnh được đánh giá là đẹp nhất. Chúc các bạn may mắn!